xin chào các bạn đã đến với tinh tế mình là huyền vân tủ lạnh kế bên mình đây là cái thiết bị gia dụng có thể nói là nó có mặt hầu hết trong mọi gia đình và gia đình nào cũng dùng tới chiếc tủ lạnh tuy nhiên thì với mỗi gia đình với mỗi người thì sẽ có cho mình một cái tiêu chí lựa chọn tủ lạnh riêng thí dụ như là kiểu dáng rồi các chức năng hay là nó phù hợp với không gian của ngôi nhà của mình hay không thì video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ về những tiêu chí mà đa số mọi người quan tâm khi lựa chọn tủ lạnh các bạn xem hết video này để xem là những tiêu chí mà mình đưa ra có giống với tiêu chí của các bạn hay không và nếu như còn thiếu những tiêu chí nào thì các bạn có thể bổ sung ở dưới phần bình luận của video này nhé đầu tiên là về kiểu dáng cái này sẽ phụ thuộc vào thói quen sử dụng cũng như là cái thiết kế của không gian ngôi nhà mà mọi người sẽ có lựa chọn riêng của mình bởi vì trên thị trường hiện nay cũng có nhiều mẫu tủ lạnh thí dụ như là tủ lạnh mini tủ lạnh size by side tủ lạnh hai cửa tủ lạnh nhiều cửa tùy theo cái thói quen sử dụng cũng như là những lợi ích thì lựa chọn thí dụ như là với những bạn học sinh sinh viên hay là những người ở trọ trong cái không gian phòng trọ thôi không có nhiều diện tích thì có thể sử dụng lựa chọn tủ lạnh mini thì tủ lạnh mini sẽ có ưu điểm đó chính là kích thước nhỏ gọn có thể dễ dàng di chuyển bởi vì khi mà ở trọ thì không thể nào mà đâu phải là ở đó hoài đâu đúng không thì cái việc mà di chuyển nó cũng sẽ trở nên dễ dàng rồi thứ hai nữa đó chính là tủ lạnh mini thì thì nó cũng sẽ tiết kiệm được cái không gian diện tích bên cạnh đó thì cũng đỡ tiêu tốn điện năng hơn tuy nhiên thì nhược điểm của tủ lạnh mini thì nghe từ mini thì các bạn có thấy là cái diện tích nó nhỏ thì chúng ta để được ít thực phẩm hơn lưu trữ được ít thực phẩm thì việc này sử dụng cho cá nhân thì hợp lý và ok và tủ lạnh mini thì nó chỉ có một cửa thôi cho nên là ngăn đông cũng như là ngăn làm mát là cùng chung trong một cái cửa đó thì cái việc mà mùi hôi nó lẫn lộn giữa các loại thực phẩm là việc không thể tránh khỏi cũng như như là chúng ta phải mất thời gian trong cái việc là xả đông cái lớp tuyết đóng ở trong cái tủ lạnh mini này nó sẽ mất thời gian rồi tiếp theo thì với những người dùng thích sử dụng những chiếc tủ lạnh truyền thống, thích sử dụng đơn giản thì có thể sử dụng tủ lạnh hai cửa với ngăn đông ở phía trên và ngăn làm mát ở phía dưới. Dạng tủ lạnh này là dạng tủ lạnh phổ biến và được nhiều gia đình sử dụng cho nên là nó sẽ có nhiều mẫu mã và đa dạng giá thành mà chúng ta có thể lựa chọn cho chiếc tủ lạnh tiếp theo thì có nhiều người sẽ thích sử dụng tủ lạnh theo kiểu thiết kế hiện đại thiết kế mới ví dụ như là ở đây cũng là hai cửa. Tuy nhiên thì cái ngăn làm mát để trữ thực phẩm nó sẽ nằm ở trên và ngăn đông làm đá sẽ nằm ở dưới. Thiết kế như thế này sẽ tránh cái việc là chúng ta sẽ phải khom lưng để mở cái cánh cửa tủ ra để chúng ta lấy những cái thực phẩm cái ngăn mà chúng ta thường hay sử dụng nhất thì nó được đặt ở trên rồi cho nên là chúng ta chỉ cần đứng thẳng như thế này thôi mở ra và lấy thực phẩm một cách dễ dàng, không có cần phải khom lưng nữa. Tuy nhiên thì giá thành của nó sẽ đắt hơn những chiếc tủ lạnh theo thiết kế truyền thống bình thường. Nếu như cảm thấy không gian của ngôi nhà chúng ta đủ rộng cũng như là chúng ta dư dả về mặt tài chính thì có thể lựa chọn tủ lạnh side by side thì chiếc tủ lạnh side by side giá thành của nó cũng sẽ đắt đỏ hơn so với những chiếc tủ lạnh mà mình vừa kể vừa rồi. Như vậy thì tủ lạnh side by side nó sẽ có kích thước rộng nè, lưu trữ được nhiều loại thực phẩm, có thiết kế hiện đại, cao cấp. Cùng với đó là những công nghệ tiên tiến và mới mẻ. Tuy nhiên thì đi kèm thì cái mức tiêu thụ điện năng nó cũng sẽ cao hơn và giá thành của nó cũng cao hơn so với những loại tủ lạnh mà mình vừa kể ở trước đó rồi về mặt kiểu dáng là như vậy kế đến thì khi lựa chọn tủ lạnh chúng ta cũng sẽ để ý tới là à, chiếc tủ lạnh đó nó có những tính năng gì những tính năng mới nào hay là những tính năng hay ho nào Bây giờ trên thị trường thì đối với từng hãng khác nhau họ sẽ có cho mình những cái tính năng khác nhau trên từng loại tủ lạnh tuy nhiên thì đối với mình khi mình lựa chọn tủ lạnh sẽ có bốn tính năng mà mình để ý tới thứ nhất đó chính là tính năng khử mùi và diệt khuẩn bởi vì tủ lạnh là nơi mà chúng ta lưu trữ thực phẩm ở trong đó và nó cũng sẽ một phần nào đó quyết định tới sức khỏe của bản thân mình cũng như là cả gia đình cho nên thực phẩm được lưu trữ ở trong tủ lạnh thì nó phải đảm bảo là nó sạch sẽ và an toàn với một chiếc tủ lạnh nếu như có luôn một cái công nghệ để khử mùi và diệt khuẩn thì nó sẽ đảm bảo thực phẩm ở trong tủ lạnh đó được bảo quản an toàn hơn ngoài những cái yếu tố khách quan về việc là à, bản thân của người sử dụng đó là đã để thực phẩm ngăn nắp chưa gọn gàng chưa đúng với những cái tiêu chí về mức độ an toàn sức khỏe chưa thì bản thân chiếc tủ lạnh phải có thêm một cái công nghệ diệt khuẩn nữa cũng như là khử mùi nữa thì sẽ cảm thấy là an tâm hơn trong cái việc là sử dụng tủ lạnh và kế đến thì khử mùi trong tủ lạnh nó cũng sẽ đảm bảo cái việc là khi mà chúng ta để nhiều loại thực phẩm vào trong cùng một ngăn của tủ lạnh thì nó sẽ hạn chế việc mùi hương của những loại thực phẩm đó nó sẽ bị tiếp xúc với nhau nó sẽ chồng chéo lên nhau và gây cái mùi khó chịu thí dụ như là chúng ta để một cái muối sầu riêng kế một cái loại thực phẩm khác thì cái tủ lạnh có cái công nghệ diệt khuẩn cũng như là khử mùi nó sẽ giúp cho những cái thực phẩm đó nó không bị ảnh hưởng mùi lẫn nhau. Kế đến tính năng thứ hai đó chính là cân bằng độ ẩm cũng như là làm lạnh đa chiều. Khi mà chúng ta để thực phẩm vào trong tủ lạnh sau một khoảng thời gian thì chúng ta sẽ thấy là có nhiều loại rau củ nó sẽ bị héo đi bề mặt da của cái loại hoa quả đó hay là uh, bề ngoài của một cái loại rau nào đó nó sẽ bị nhăn nheo hay là bị um, bị tớp lại á thì uh, khi đó là do thực phẩm bị mất nước. Nếu như một chiếc tủ lạnh có công nghệ cân bằng độ ẩm thì nó sẽ giúp cho cái việc bảo quản thực phẩm được tươi lâu hơn cái này không phải là để tươi mãi nhưng mà nó sẽ tươi lâu hơn và về mặt lý thuyết thì nó sẽ giữ được cái giá trị dinh dưỡng cho cái loại thực phẩm mà chúng ta bảo quản trong tủ lạnh làm lạnh đa chiều cũng sẽ giúp cho thực phẩm ở trong tủ lạnh tươi hơn và cái mức độ làm lạnh nó sẽ đều hơn nó không có bị tập trung vào một cái điểm hay là một cái ngăn nào đó cái đến đó chính là cái ngăn cấp đông mềm hầu hết trong những chiếc tủ lạnh hiện đại bây giờ nó đã có thêm cái ngăn này rồi trước đây khi mà chúng ta bảo quản những cái loại thực phẩm ví dụ như là gà hay là thịt thì để bảo quản được lâu hơn để hạn chế nó bị hư thì chúng ta sẽ thường để nó vào cái ngăn đông khi mà chúng ta lấy ra thì chúng ta phải mất một cái khoảng thời gian là chúng ta trả đông rồi chúng ta mới có thể sơ chế và nấu cho cái bữa ăn hàng ngày đối với cấp đông mềm thì khi chúng ta bảo quản thực phẩm trong cái ngăn đó Chúng ta sẽ dễ dàng hơn trong cái việc là chúng ta nấu nướng Nó sẽ không mất thời gian khi mà chúng ta phải đã đông Tuy nhiên thì thực phẩm vẫn được bảo vệ ở một cái mức độ nhiệt độ nó phù hợp Để cho thực phẩm nó sẽ được tươi và được bảo quản lâu dài Cũng như là sẽ an toàn cho sức khỏe Kế đến là tính năng tiết kiệm điện khi mà sử dụng những cái thiết bị gia dụng nói chung và tủ lạnh nói riêng thì tiết kiệm điện là cái điều mà nhiều người quan tâm khi mà sử dụng thì hầu hết trên những cái thiết bị điện lạnh hay là điện gia dụng á, thì có một cái gọi là inverter thì chúng ta nhìn vào đó là chúng ta biết à chiếc uh, tủ lạnh này chiếc máy lạnh này nó có cái công nghệ tiết kiệm điện thì uh, công nghệ tiết kiệm điện cũng sẽ giúp cho chúng ta phần nào đó tối ưu được cái chi phí về mặt giá thành tiền điện mà chúng ta bỏ ra hàng tháng thì đó cũng là một cái tiêu chí mà nhiều người quan tâm và mình cũng quan tâm khi mà mua tủ lạnh nói riêng và những cái thiết bị gia dụng nói chung và vừa rồi là những tiêu chí mà mình muốn chia sẻ khi mà mua tủ lạnh cho gia đình còn các bạn thì có những tiêu chí nào các bạn uh, chia sẻ ở bên dưới video này nhé còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại